Rồi video chiều nay mình vô lưu các bạn ba cây mai dầu rin dân lâm. Cái nút nụ rồi bài bản cá phong lùng nha anh em. Cái này là cây 56 rồi. Ba cây này form nó đều như nhau á. Lựa ba cây bán combo luôn. Rồi cây số 1 này. Anh em xem nút nụ này, cứ một nách lá là một cái nụ nha anh em. Này bông cực kỳ đẹp luôn. Đây cái này bông có hai cái này là nó giống này, còn cái này là nó khác giống. Cứ một nách lá là một cái nụ nha anh em. Dàn xương dâm mà nó kín mít luôn. Dàn đồng đẹp. Hoành nó rơi vào tầm 14 rồi nè. Kiên dần nè. Cục dán nè nè không? Bị lon nè. Cái nào có đây góc đó cũng đẹp, cuồng cây đẹp lắm. Hoành tầm 14-15. Rồi combo bán giá là 3 cây là 1 triệu rưỡi nha nè. Bình quân là 500 ngàn cây. Anh em nào thích liên hệ nha.